Thế nào là pháp không tự cộng tướng? Tự tướng nghĩa là tự tướng của tất cả pháp, như biến ngại là tự tướng của sắc, lãnh nạp là tự tướng của thọ, nắm bắt hình bóng là tự tướng của tưởng, tạo tác là tự tướng của hành, phân biệt rõ là tự tướng của thức. Các pháp như vậy, hoặc tự tướng pháp hữu vi, hoặc tự tướng pháp vô vi, đó là tự tướng. Cộng tướng nghĩa là cộng tướng của tất cả pháp, như khổ là cộng tướng pháp hữu lậu, vô thường là cộng tướng pháp hữu vi, không vô ngã là cộng tướng tất cả pháp. Các pháp như vậy có vô lượng cộng tướng, nên biết tự cộng tướng trong đây do pháp không tự cộng tướng chẳng thường chẳng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Này thiện hiện, đó là pháp không tự cộng tướng. Thế nào là pháp không tất cả pháp? Tất cả pháp nghĩa là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, hữu sắc, vô sắc, hữu kiến, vô kiến, hữu đối, vô đối, hữu lậu, vô lậu, hữu vi, vô vi. Đó là tất cả pháp. Nên biết tất cả pháp trong đây do pháp không tất cả pháp, chẳng thường chẳng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Này thiện hiện, đó là pháp không tất cả pháp. Thế nào là pháp không chẳng thể nắm bắt được? Chẳng thể nắm bắt được nghĩa là trong đây mong cầu các pháp chẳng thể nắm bắt được, nên biết chẳng thể nắm bắt được trong đây do pháp không chẳng thể nắm bắt được, chẳng thường chẳng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Này thiện hiện, đó là pháp không chẳng thể nắm bắt được. Thế nào là pháp không vô tánh? Không tánh nghĩa là trong đây không có chút ít tánh nào có thể đắc, nên biết không tánh trong đây do pháp không vô tánh, chẳng thường chẳng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Này thiện hiện, đó là pháp không vô tánh. Thế nào là pháp không tự tánh? Tự tánh nghĩa là tự tánh các pháp có thể hòa hợp, nên biết tự tánh trong đây do pháp không tự tánh, chẳng thường chẳng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Này thiện hiện, đó là pháp không tự tánh. Thế nào là pháp không vô tánh tự tánh? Không tánh tự tánh nghĩa là tánh các pháp không thể hòa hợp, có tự tánh hòa hợp, nên biết không tánh tự tánh trong đây do pháp không vô tánh tự tánh, chẳng thường chẳng hoại. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Này thiện hiện, đó là pháp không vô tánh tự tánh. Lại nữa, này thiện hiện, hữu tánh do hữu tánh không, vô tánh do vô tánh không, tự tánh do tự tánh không, tha tánh do tha tánh không. Thế nào là hữu tánh do hữu tánh không? Hữu tánh nghĩa là pháp hữu vi, hữu tánh này do hữu tánh không. Thế nào là vô tánh do vô tánh không? Vô tánh nghĩa là pháp vô vi, vô tánh này do vô tánh không. Thế nào là tự tánh do tự tánh không? Nghĩa là tự tánh tất cả pháp đều không, không này chẳng do trí tạo thành, chẳng do thấy tạo ra, cũng chẳng do pháp khác tạo thành, đó là tự tánh do tự tánh không. Thế nào là tha tánh do tha tánh không? Nghĩa là tất cả pháp, hoặc Phật ra đời hoặc không ra đời, pháp trụ, pháp định, pháp tánh, pháp giới, pháp tánh bình đẳng, pháp tánh ly sanh, chân như, tánh chẳng hư dối, tánh chẳng biến khác, thật tế, đều do tha tánh nên không, đó là tha tánh do tha tánh nên không. Này thiện hiện, ông nên biết, đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát. Hết quyển thứ 413.